Sáng hôm nay, chừng 100 người biểu tình tuần hành đến trước lãnh sự quán Trung Quốc ở khu Makati tại Philippines, yêu cầu Bắc Kinh rút khỏi hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông. Những người tham gia biểu tình kêu gọi cả hai phía Việt Nam và Philippines cùng chung tay chống lại điều mà họ cho là sự bành trướng cũng như biện pháp quân sự hóa của Trung Quốc tại khu vực Biển Đông. Phát ngôn nhân Ngô Khiên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc phát biểu ở Bắc Kinh rằng Hoa Kỳ đích thực là phía thúc đẩy quân sự hóa tại Biển Đông, vì Trung Quốc xây dựng các cơ sở quân sự trên những đảo và bãi đá tại đó là thực sự cần thiết. Ngân sách quốc phòng của Úc được tăng đáng kể trước tình hình được cho là nhiều rủi ro, cũng như vào thời điểm trọng yếu ở châu Á. Theo Thủ tướng Malcolm Turnbull, thì việc nước Úc mạnh hơn sẽ giúp cho đất nước được yên bình hơn cũng như một khu vực và thế giới bình an hơn. Hoa Kỳ hôm nay sẽ trình Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự thảo nghị quyết mở rộng những lệnh trừng phạt đối với Bắc Hàn. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc nói rằng Bộ Công nghiệp Năng lượng Nguyên tử và Cơ quan Phát triển Không gian Quốc gia Bắc Hàn sẽ nằm trong danh sách bị trừng phạt. Từ năm 2006, Bắc Hàn đã phải chịu những lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc do tiến hành thử nguyên tử và phóng hỏa tiễn.